trọng lắm, nhưng tôi nghĩ là một cái tiết mục vừa rồi nếu mà tôi quên mà bỏ thì chắc là một cái tiết mục rất là đặc sắc dành cho quý vị. Tiếp theo chương trình là một bài hát mà tôi đã biết đã rất lâu rồi. Người mà tôi mong muốn, và hôm nay xin phép được giới thiệu với quý vị cái bài hát có tựa đề là Giữa đôi bờ xa cách. Thank you.
Cảm ơn Quốc Trung.